phần nội dung tiếp theo, tôi muốn trao đổi với các bạn, đó là một loại bệnh lý cũng là bệnh lý lành tính của vùng hàm mặt, vùng xương hàm, đó là những cái nang xương hàm do răng. Thì cái nang xương hàm thì một cái tổ chức gọi là nang xương hàm thì nó sẽ gây ra thiếu hồng xương, khuyết hồng xương vùng xương hàm, và bên trong đó là những cái tổ chức mà chứa những cái dịch nhầy và được lót ở trong cái lòng của cái nang, làm cái lớp biểu mô tiết dịch. Thì trước hết là chúng ta cần phải có những cái khái niệm về những cái nang không do răng. Thì những cái nang không do răng thì chúng ta thường gặp những cái nang mang tính bẩm sinh, như là nang ống mũi khẩu cái, nang mũi môi, hoặc là nang khe giữa của xương hàm trên. Ví dụ đây là một cái nang mà chúng ta gặp bẩm sinh, nó nằm giữa hai răng cửa của hàm trên và hình trái tim. Thì chúng ta có một cái khái niệm về cái nang. Em thưa thầy là cái phần slide thầy chưa chiếu ạ, vẫn đang dừng ở cái phần mục folder ạ. Thế xin lỗi nha. Dạ vâng ạ. Được chưa ạ? Dạ, rồi em thấy rồi ạ. Vâng. Thì đây là một cái nang mà chúng ta có thể thấy là một cái nang không do răng, mà đây là cái nang bẩm sinh nằm giữa hai cái chân răng cửa hàm trên, và nó có một cái hình ảnh rất là điển hình là hình trái tim. Thì đây tôi có lướt qua một cái rất là nhỏ, chúng ta có một cái những cái khái niệm về những cái nang xương hàm không do răng, thường là những cái nang mà mang tính bẩm sinh. Thì nang xương hàm do răng thì chúng ta có thể là được phân loại, nhất là những cái nang mà do tế bào biểu mô thì chúng ta có thể gặp những cái nang phát triển, như là nang sừng hóa, nang lợi của trẻ em, nang lợi ở người lớn, nang bên răng, bên chân răng, nang thân răng, nang mọc răng, hoặc là nang răng vôi hóa, và có thể là gặp những cái nang mà do tế bào biểu mô nhưng mà là tân sinh, thì chúng ta có thể gặp là cái umen dạng nang, và có thể một gặp một cái nang xương hàm mà phát triển do quá trình bị nhiễm khuẩn, và chúng ta thường gặp nhất là một cái nang chân răng. Thì những cái nang chân răng này thì cái vị trí nang nó nằm ở phía cuống răng, chóp răng, và nó là một cái khoang bệnh lý chứa dịch mà ở trong cái như tôi nói ban đầu là nó là điển hình của một cái nang, nó được tạo bởi cái niêm mạc màng nang là những cái tế bào biểu mô còn tiết dịch, và bên trong là chứa những cái dịch nhầy. Một cái loại nang tiếp theo là nang sót. Thì thường là chúng ta thường gặp trên lâm sàng là một cái răng mà bị tổn thương, có thể là một cái chân răng, một cái răng, một cái chân răng đã có nang chân răng rồi, nhưng trong quá trình mà chúng ta nhổ răng đi, chúng ta không lấy bỏ, chúng ta không nạo bỏ hết cái tổ chức nang răng còn lại, và cái tổ chức nang răng còn lại đó nó phát triển trở thành một cái nang lớn hơn nữa, và bản thân nó chính là gọi là cái nang sót, tức là bị sót lại khi mà chúng ta nhổ răng. Một cái loại nang tiếp theo đấy là nang bên răng, bên chân răng. Đấy. Đây thì chúng ta có thể gặp, quay trở lại với cái hình ảnh mà mô phỏng cũng như hình ảnh lâm sàng X-quang, mà chúng ta có thể thấy là nang, đây một cái dạng là nang chân răng. Thì cái một cái nang điển hình là một cái nang mà có đã phá hủy xương, và bên trong thì chứa dịch, và cái niêm mạc màng nang là những cái tế bào biểu mô được tiết dịch nhầy. Và hình ảnh X-quang chúng ta cũng thường gặp một cái hình ảnh điển hình, có thể là chỉ là một cái tổ chức nang phá hủy xương có ranh giới rất rõ liên quan đến chân của một răng, hoặc là khi mà nang mà phát triển rộng, hoặc là nhiều răng bị tổn thương, thì cái vị trí nang phá hủy xương nó có thể liên quan đến nhiều chân răng khác nhau. Chúng ta có thể gặp một cái bệnh lý
nang chân răng mà do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Những cái bác sĩ mà răng hàm mặt chúng ta thì khi mà chúng ta thực hiện trong quá trình điều trị chúng ta có thể gặp. Đây là những cái tổ chức có thể là từ những cái do viêm quanh cuống gây ra áp xe và gây ra những lỗ giò ở vùng cuống răng, và có thể là sự phát triển của những cái viêm quanh cuống này lâu ngày có thể trở thành những cái nang chân răng. Và đây là hình ảnh mà chúng ta cũng rất thường gặp trên lâm sàng, những cái răng điều trị tủy răng mà có thể là do những nguyên nhân khác nhau, có thể những bệnh nhân bị sâu răng, bị sang chấn và tự chết tủy, và nó cũng có thể gây ra những cái nang chân răng, và khi mà chúng ta phát hiện thì cái răng đã bị đổi màu và tổ chức nang đã bị phá hủy. Còn những cái lý do thứ hai có thể là do những cái răng mà chúng ta điều trị tủy không triệt để, và không triệt để ở đây có thể là chúng ta đẩy những chất bẩn nó ra khỏi ống tủy răng và đẩy xuống vùng cuống răng, và từ đó gây ra viêm nhiễm và gây ra tiêu xương ở vùng cuống răng. Hoặc là tủy chúng ta trong quá trình điều trị tủy chúng ta không lấy hết, không hàn kín ống tủy và gây ra những cái tổn thương ở vùng cuống răng sau này. Chúng ta có thể gặp đây là hình ảnh mà của một cái hậu quả của một cái tổ chức răng bị sâu, viêm tủy, tủy hoại tử và gây ra viêm vùng quanh cuống và có thể thoái hóa trở thành những cái nang chân răng. Và đây là những hình ảnh mà chúng ta phẫu thuật lấy bỏ cái tổ chức nang thông qua cái đường mở niêm mạc vùng cuống răng, mở xương lấy toàn bộ cái phần nang vỏ bọc của nang. Và đây các bạn có thể nhìn thấy đây là hình ảnh một cái phần mà cuống răng đã thò vào trong nang, và chúng ta cần phải cắt bỏ cái phần cuống nang này đi, cuống răng này đi, và làm nhẵn cái phần chân răng với lại tổ chức xương của nang để tránh tái phát. Đây là các cái yếu tố về mặt sinh bệnh học của cái nang. Chúng ta cần phải lưu ý rằng khi mà cái nang thời điểm đầu mục nó chỉ là những cái, có thể là những cái tổn thương nhỏ xuất phát từ một chân răng thôi, nhưng mà vì không được phát hiện, không được điều trị, bởi đôi khi bệnh nhân cũng không có những triệu chứng gì cả, và cái dịch tiết ở trong nang thì nó được tiết ra ngày một nhiều hơn, và nó gây ra những cái chênh lệch về áp lực thủy tĩnh, và cái áp lực ở trong nang nó lớn dần lên và nó sẽ làm tiêu hủy, phá hủy những tổ chức xương xung quanh. Đấy là lý do tại sao mà cái nang có những cái nang được phát hiện là rất nhỏ, nhưng có cái nang bị khi mà phát hiện thì nó đã phá hủy xương rất rộng do quá trình mà diễn biến nó rất là thầm lặng và không có triệu chứng, làm cho người bệnh không để ý, và áp lực thủy tĩnh trong nang quá lớn và nó làm phá hủy xương rộng. Việc phát hiện khi mà việc phát hiện ra những cái nang chân răng khi mà nó còn nhỏ thì thường là tình cờ phát hiện qua khám định kỳ răng miệng hoặc là chụp phim X quang. Khám định kỳ răng miệng chúng ta có thể phát hiện ra những cái răng mà do sang chấn mà đã chết tủy, răng đổi màu nhưng mà chưa được điều trị, hoặc là những cái tình cờ khi mà chụp phim phát hiện ra thì chúng ta mới phát hiện ra có những cái nang ở cùng chân răng hoặc nang cùng xương hàm. Khi mà nang nhỏ thì như vậy, và khi mà nang to gây ra phá hủy xương nhiều thì nó có thể làm cái phần xương vỏ ở phía ngách tiền đình, phía má, phía môi của người bệnh, cái phần xương nó rất mỏng và nó gây đẩy phồng xương, và qua đó thì niêm mạc ở trên vùng nang này cũng bị đẩy phồng và niêm mạc có thể bị căng, bị tím, và có thể tăng sinh cái mao mạch nhẹ ở bên trên cái lớp niêm mạc này. Khi mà nang mà phát triển quá lớn gây ra phá hủy xương rộng, gây ra phồng xương, gây ra biến dạng mặt, thì một cái dấu hiệu điển hình ở đối với một cái nang xương hàm đó là dấu hiệu bóng nhựa, hay gọi là dấu hiệu ping pong. Tức là khi mà chúng ta dùng đầu ngón tay chúng ta ấn vào những cái vùng xương bị còn, cái vỏ xương còn mỏng,
thì cái xương và cái tổ chức niêm mạc phủ bên trên bị lõm xuống, và sau khi mà chúng ta bỏ tay ra thì nó có thể nó sẽ phình trở lại, hoặc là nó vẫn bị cái dấu hiệu lõm đó nếu mà chúng ta ấn mạnh. Thì đây là một cái điển hình cho cái việc là cái xương, vỏ xương đã bị tiêu rất mỏng, thậm chí tiêu hết và nó chỉ còn có phần xương rất mỏng, hoặc là chỉ còn có niêm mạc. Thì trong trường hợp mà những cái xương mà nó bị tiêu hết rồi, nó chỉ còn có niêm mạc không, thì chúng ta ấn vào vùng niêm mạc đó thì chúng ta có cảm giác rất rõ cái dấu hiệu chuyển sóng và cái tổ chức dịch ở bên trong của nang. Và nang thì thường là phá hủy xương theo nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta thường gặp là nang thì phá hủy là về phía ngách tiền đình hoặc là về phía hàm ếch. Tuy nhiên về phía ngách tiền đình thì nhiều hơn so với về phía hàm ếch, do tổ chức xương ở phía trong nó dày hơn, và thường là chân răng thì nó hướng ra phía tiền đình nhiều hơn, nên là cái nang nó có xu hướng nó phát triển ở phía ngoài. Có thể phát triển vào nền mũi, có thể phát triển vào xoang hàm. Đối với lại nang xương hàm thì với xương hàm dưới thì có thể phát triển lên trên hết, nó phát triển hết cành ngang, có thể phát triển lên ngành lên của xương hàm dưới, hoặc là phát triển sang bên phía đối diện. Chúng ta có thể gặp những cái nang mà có thể phá hủy từ phần ngành lên của xương hàm dưới bên này cho tới phần ngành lên của xương hàm dưới ở bên kia. Răng ở trên nang thì khám ở trong miệng thì thường là răng bị, những răng nằm trên nang thường là bị lung lay, và có những răng thì đã bị rụng, và có những răng bị trong quá trình mà nang phát triển thì bị đẩy xô lệch ở tại vị trí ban đầu. Một trong những cái dấu hiệu lâm sàng mà bệnh nhân cũng phát hiện qua đó là những cái nang mà bị bội nhiễm. Thì nguyên nhân bội nhiễm của những cái nang này thường có là do những nguyên nhân mà vì một lý do nào đó mà cái nang nó bị thông thương và vi khuẩn xâm nhập. Thì có thể là thông thương qua những tổ chức tủy răng bị hoại tử, mà cái chân răng thì vẫn chân răng thì cắm vào trong lòng của nang. Có thể là viêm nhiễm qua những cái tổ chức, những cái vi khuẩn ở túi quanh răng ở những bệnh nhân viêm răng, viêm quanh răng nặng. Hoặc là có những cái lý do mà do nang phát triển quá lớn và gây ra vỡ rách niêm mạc bao phủ ở trên nang và thông thương ở trong miệng, và gây ra cái sự xâm nhập vi khuẩn hoặc là những dị vật từ phía ngoài vào trong lòng nang và gây ra cái việc bội nhiễm. Thì khi mà bội nhiễm thì nó có một cái dấu hiệu viêm nhiễm rất là điển hình của cái vùng hàm mặt, và cái niêm mạc ở trên vùng nang thì sung huyết và đau. Những cái tổ chức liên quan trên bên trên của nang thì đều có thể gây ra những dấu hiệu đau, như là niêm mạc, như là răng lung lay và đau. Và có thể là những cái dịch thoát từ nang ra có thể là nó đã trở thành máu mủ. Trên phim hình ảnh X-quang đối với cái nang răng, nang chân răng hoặc là những cái nang lớn hơn thì là điển hình của một cái hình ảnh nang tiêu xương. Có khi mà nhỏ thì có thể là chỉ là những cái hình tròn hoặc là oval có ranh giới rất rõ. Với những cái nang lành tính thì cái ranh giới giữa nang và xương lành thường là rất rõ. Với cái nang do răng thông thường thì là thường là nang răng, hình ảnh trên phim X-quang là hình ảnh thấu quang một buồng. Còn chúng ta có thể gặp những cái hình ảnh mà nhiều buồng, hoặc là những cái ranh giới tiêu xương có thể là nhiều lớp khác nhau. Thì đấy là một cái hình ảnh của cái umen. Một lát thì tôi sẽ giới thiệu các bạn về hình ảnh của cái bệnh lý, bệnh cảnh của cái umen xương hàm. Thì đối với lại phim X-quang thì khi mà chúng ta đọc thì chúng ta cần phải rất cần chú ý đến cái vị trí của nang, đến cái ranh giới, và nó liên quan đến những cái răng, chân răng. Có những chân răng mà nó thò vào hẳn vào trong nang, hoặc là có những cái chân răng mà liên quan vào bị nang nó đã
làm phá hủy và nó tiêu cái phần chân răng. Có những cái chân răng thì bị đẩy lệch, bị đẩy di chuyển. Và đối với lại xương hàm trên thì chúng ta cần phải quan tâm xem là nang đã xâm nhập, đã làm tổn thương của niêm mạc xoang hàm hay chưa, đã có xâm lấn vào trong xoang hàm hay chưa. Có những trường hợp thì nang phát triển rất to và có những trường hợp thì lớn đến mức độ là chiếm toàn bộ cái thể tích của xoang hàm trên. Với nang ở vùng xương hàm dưới thì chúng ta cần phải quan tâm đến phần giải phẫu của ống thần kinh răng dưới để xem là cái phần nang nó đã phá hủy đến vị trí của ống thần kinh răng dưới hay chưa, hay đã đi qua cái ranh giới và ống và dây thần kinh răng dưới, bó mạch thần kinh răng dưới đang nằm trong lòng nang. Những cái đặc điểm của trên phim X quang này nó sẽ quyết định đến việc mà chúng ta sẽ điều trị, sẽ phẫu thuật như thế nào đối với những cái nang này. Đấy là thái độ khi mà chúng ta sẽ quyết định để điều trị. Về giải phẫu bệnh thì cái giải phẫu bệnh là một cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta chuẩn đoán xác định là nang. Và như ban đầu tôi có trao đổi với các bạn thì với một cái nang khi mà chúng ta phẫu thuật, chúng ta lấy bỏ thì chúng ta cần phải nên làm cái tổ chức bệnh học để xem tính chất cái nang là cái gì. Vì cái việc này thì tính chất của các tế bào ở trong nang thì ở màng nang đấy thì nó sẽ quyết định đến cái việc là nang có nguy cơ bị dễ bị tái phát hay không, hay là có những cái thoái hóa khác hay không, thì chúng ta cần phải có cái kết quả về mặt giải phẫu bệnh để chúng ta có theo dõi những cái diễn biến tiếp theo sau khi chúng ta điều trị phẫu thuật. Đây là hình ảnh của những cái nang chân răng, chúng ta một hình ảnh rất là điển hình. Và chúng ta trong với cái tuổi răng hỗn hợp thì đôi khi có những hình ảnh hình ảnh X quang nó không rõ nét, hoặc là với những người mà chưa có nhiều kinh nghiệm thì rất dễ. Đây là hình ảnh mà những cái túi xung quanh của những mầm răng đang phát triển, kể cả những cái răng mà đã mọc nhưng mà chưa đóng cuống, chưa hình thành hết cuống thì nó vẫn có những cái túi của cái vùng cuống răng. Đây là một cái điều hoàn toàn rất là bình thường mà chúng ta cần phải lưu ý. Đây là một số cái hình ảnh mô phỏng cũng như là hình ảnh X quang của cái nang. Chúng ta có thể gặp đây là hình ảnh của cái nang chân răng. Đây là hình ảnh của cái nang thân răng. Khi mà cái tổ chức nang nó nằm ở ranh giới giữa men và ngà răng, và tế bào biểu mô tại vị trí ranh giới này sẽ phát triển trở thành nang và nó ôm xung quanh của phần thân răng. Đây chúng ta có thể gặp hình ảnh một cái răng ngầm trong xương hàm. Răng ngầm trong xương hàm thì thông thường thì với những cái tuổi mọc răng thì răng phải mọc vào trong môi trường miệng, thì vì một lý do nào đó mà cái răng còn có thể không mọc ra mà nằm trong xương. Và vì một lý do nào đó nó tác động đến những cái tế bào biểu mô bọc tế bào biểu mô của cái túi quanh răng này, quanh thân răng này, và nó kích thích những cái tế bào biểu mô này phát triển, và những tế bào biểu mô này tăng tiết dịch và phá hủy xương. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy một cái hình ảnh điển hình một cái răng đã hoàn chỉnh, hình thành cuống, đã đóng cuống tổ chức tủy, tổ chức ngà răng, tổ chức men răng rất rõ. Và cái hình ảnh nang này có một cái ranh giới, trên phim X quang có một cái ranh giới rất rõ. Đây là hình ảnh thấu quang và đây là hình ảnh một buồng. Đây là hình ảnh của một cái răng khôn hàm dưới ngầm trong xương và đã cái tổ chức tế bào biểu mô đã thoái hóa và phát triển nang. Nang đã phá hủy lớn lên đến sát với lại ranh giới trên của hõm vẹt, hõm xích nang của mỏm vẹt, và phá hủy cái phần bờ trước là còn rất mỏng, xương còn rất mỏng. Chúng ta có thể thấy đây là hình ảnh của một cái nang rất là rõ, rất là điển hình. Đây là hình ảnh, cũng là hình ảnh của một cái nang thân răng. Và cái nang, cái thân răng này thì làm cái nang phát triển từ trong của cái thân răng mà nó còn
chưa hình thành cuống, chưa hình thành chân, đang và cái tổ chức tế bào biểu mô xung quanh của cái lót xung quanh của cái thân răng này đã phát triển. Và chúng ta có thể thấy đây là một hình ảnh rất là điển hình của những cái nang mà và những cái chân răng liên quan đến nang. Cái răng ở phía trên của nang thì phần chân răng bị cắt cụt và nó phẳng so với lại cái phần xương bị tiêu đi. Và đây là những cái trên cái hình ảnh X quang này chúng ta có thể nhìn kỹ hơn. Đây là phần chân răng và phần mà màng nang, cái phần nang đã bị tiêu hủy. Đến phần này là phần vẫn còn là phần xương còn chưa bị phá hủy. Và đến cái răng này tại sao dài hơn, gần phần xương này chưa bị phá hủy, ở phần chân răng này vẫn còn bị chưa bị phá hủy giống như cái răng ở phía trước. À, chúng ta có thể thấy đây là một cái nang răng rất là điển hình. À, đây là một cái hình ảnh nang và tổ chức hình ảnh X quang của ranh giới nó tương đối rõ, và cái phần vỏ xương còn rất mỏng. Với những cái nang như thế này thì chúng ta có thể có thấy dấu hiệu bóng bàn, dấu hiệu ping pong rất rõ, hoặc là dấu hiệu chuyển sóng. Đấy, những cái nang này là phá hủy rất là rộng rồi. Đây là hình ảnh của một cái nang thân răng cũng vậy. Một cái thân răng ngầm và chưa hình thành chân răng, một cái răng chưa hoàn chỉnh, và tổ chức nang này cũng phá hủy gần như toàn bộ một phần của ngạch cành ngang xương hàm dưới. Các bạn có thể thấy vị trí này là trước của phần góc hàm, phần vỏ xương còn rất mỏng, và nang thì phá hủy lên trên tới gần tới họng sigma. Đấy, phía trước thì bờ xương còn rất mỏng. Đây là những cái bệnh lý mà phát triển trên lâm sàng chúng ta có thể rất là hay gặp. Khi bệnh nhân đến với chúng ta thì cái nang nó đã rất là to, gây ra biến dạng xương hàm, biến dạng mặt. Và những cái nang này thì việc điều trị gây ra những cái khuyết hỏng xương rất lớn. Nếu bệnh nhân không điều trị thì nguy cơ gây ra bội nhiễm như là chúng ta vừa trao đổi. Hai là có thể một cái gãy xương bệnh lý do cái tổ chức xương ở đây còn quá mỏng và không còn đủ để chịu lực trong quá trình chúng ta sinh hoạt, hay là có một cái va chạm nhỏ có thể gây ra gãy xương bệnh lý. Đây chúng ta có thể gặp những hình ảnh điển hình. Đây là một hình ảnh rất rõ như tôi vừa trao đổi với các bạn, một cái nang xương hàm dưới phá hủy từ răng 4-5 cho tới lên tới hõm sigma, tức là phá hủy toàn bộ cái phần thân của cành ngang xương hàm dưới và phần ngành lên. Đây là vị trí góc hàm và cái phần vỏ xương này còn rất mỏng. Đây là hình ảnh của nang cái răng khôn mỏng mỏng. Đã, chúng ta có thể thấy những cái hình ảnh tàn phá của cái nang rất lớn. Bệnh nhân này cũng đã được nhổ răng và cái phần nang cũng phá hủy lên tới mỏm vẹt hõm sigma, toàn bộ tương ứng với lại phần góc hàm. Đây là hình ảnh của một cái nang cũng là của vùng xương hàm dưới trái, vùng góc hàm và phá hủy cho tới vùng cằm. Bệnh nhân này thì nang phá hủy rộng theo các chiều, ba chiều không gian, và cái phần phía trong miệng thì chúng ta không còn nhìn thấy cái sự liên tục của cái vỏ xương nữa. Vỏ xương đã bị phá hủy và đã có những chỗ chỉ còn có niêm mạc. Phần ở vùng góc hàm ra phía phần mềm thì chúng ta cũng không còn thấy cái sự liên tục của cái tổ chức cứng của xương hay là vỏ xương. Và cái này thì cái màng nang đã tiếp cận với lại tổ chức phần mềm, tổ chức cân cơ của vùng góc hàm rồi. Đây là hình ảnh cũng như vậy, nang phá hủy cho tới vị trí của răng 4-2 rồi. Đây, chúng ta có thể thấy những hình ảnh nang. Đây là hình ảnh mà chúng ta có thể thấy là nang phá hủy và ranh giới của các cái vị trí xương này nó không còn là một cái đường liên tục, nó có rất nhiều cái đường, cái ổ phá hủy xương, và nó giống như một hình ảnh của một cái tổ ong, có rất nhiều những cái cung của cái phần nang bị tiêu, và cái phần ranh giới giữa nang và xương lành thì nó có rất nhiều đường ranh giới.
và nó giống như một cái hình ảnh của một cái tổ ong. Đây là hình ảnh mà có những cái tổ chức vôi hóa ở trong lòng nang. Tổ chức vôi hóa cảnh quan rất rõ. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh nang được chụp của xương hàm dưới chạy suốt từ vùng cằm cho tới phía sau. Cái vị trí mà thấu quang đậm sáng như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là cái vị trí nang đã phá hủy xương nhiều và nang còn tiếp tục phá hủy ra phía sau này. Đây là hình ảnh cái nang mà như tôi vừa trao đổi với các bạn về cái bệnh cảnh lâm sàng X quang bên trên. Nang nó chảy suốt từ xương hàm dưới bên trái sát với lại vùng chân răng 36, đẩy lệch chân răng 35, 34, chân răng 33 đã bị đẩy lệch chéo đi. Và nang đã phá hủy rất là rộng, lên phá hủy xương, vách xương giữa chân răng 34, 35. Phá hủy bờ xương hàm dưới cũng còn rất mỏng. Và phá hủy sang bên đối diện. À, chúng ta có thể thấy cái ranh giới của cái nang phá hủy xương này, lên này. Và lên đến tận trên này. Cái hình ảnh vị trí này là sự còn ở giữa hai cái phần phá hủy xương và một cái vách xương nằm giữa nang. Thì trong trường hợp này thì nguy cơ gãy xương bệnh lý rất cao và nguy cơ bội nhiễm rất cao. Chúng ta có thể thấy hình ảnh nang đã phá hủy và vị trí này là thông thương giữa nang vào trong khoang miệng. Đây là một hình ảnh nang xương hàm mà phát triển gây ra phá hủy xương rất là rộng. Đây chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh lâm sàng là biến dạng cả một bên mặt. Bệnh nhân này thì cứ thấy rằng là nó biến dạng mặt nhưng mà không đau và không có cái dấu hiệu gì khác. Bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường, nó chỉ có mỗi ngày mà to ra. Và khi đến phát hiện và được chụp phim thì các bạn thấy rằng là cái hình ảnh X-quang nó phá hủy xương rất rộng như thế này. Đây là hình ảnh một số những hình ảnh của giải phẫu bệnh. Với những cái bệnh lý mà chúng ta có phải xử lý những cái nang xương hàm lớn như thế này, hình ảnh nang lớn như thế này, hoặc là những cái hình ảnh như thế này, nang lớn như thế này, thì cái việc điều trị với bất kỳ một cái nang nào thì chúng ta cũng phải lấy hết cái tổ chức màng nang và xử lý những cái răng nguyên nhân hoặc những cái răng nằm trên nang. Những cái răng mà ví dụ những cái nang nhỏ liên quan đến một hai răng mà chúng ta vẫn có thể giữ bảo tồn được răng này, chúng ta cần phải chữa tủy răng một cách triệt để. Sau đó thì chúng ta phẫu thuật nạo lấy bỏ toàn bộ một cách triệt để cái màng nang và cắt những cái cuống răng liên quan đã chứa tủy mà thò vào trong nang hoặc liên quan đến nang. Và sau khi cắt xong thì chúng ta cần phải làm nhẵn cái tổ chức xương lành còn lại. Thế và chúng ta có thể tiến hành ghép xương tự thân, ghép xương sinh học hoặc là những cái chế phẩm khác để chúng ta làm cho quá trình lành thương, tái tạo xương được nhanh hơn. Còn đối với những cái nang mà phá hủy xương rộng như thế này thì việc phẫu thuật cũng sẽ có những cái giải pháp khác nhau, những cái giải pháp mà trong cái điều kiện mà gọi là điều kiện phẫu thuật nó còn chưa đủ, chưa còn thiếu kiểm soát, thì chúng ta có thể làm cái giải pháp rất đơn giản là mở thông nang vào trong môi trường miệng để cho giảm cái áp lực ở trong lòng nang. Khi mà cái áp lực trong lòng nang mà nó giảm đi thì cái việc phá hủy xương nó sẽ giảm đi và thậm chí là nó không còn phá hủy xương nữa. Nó tạo điều kiện cho việc mà những cái tế bào tạo cốt bào ở cái ranh giới này nó sẽ phát triển và cái xương nó sẽ phát triển dần, nó sẽ đẩy, có những trường hợp nó sẽ lấp đầy cái tổ chức nang, xương nó bị phá hủy do nang đi. Tuy nhiên chúng ta cần phải kiểm soát rất tốt cái việc thông thương giữa môi trường miệng và nang, thì có thể là nước bọt thức ăn có thể lọt vào trong nang và có thể gây ra bụi nhiễm. Và cái thứ hai nữa là nó còn phụ thuộc vào tính chất của
giải phẫu bệnh tại cái do cái tổ chức nang này. Nếu như cái nang mà có nguy cơ tái phát cao hoặc là nguy cơ thái hóa ác tính thì chúng ta không lựa chọn giải pháp mà mở thông nang vào trong miệng để giảm cái áp lực thủy tĩnh. Còn biện pháp tiếp theo với những cái nang phát triển rộng như này và với những cái tính chất giải phẫu bệnh của những cái nang dễ tái phát hoặc dễ thái hóa ác tính thì chúng ta sẽ phải cắt đoạn xương hàm. Ví dụ như cái nang phá hủy như thế này thì chúng ta có thể phải cắt đoạn xương hàm đến ranh giới của tổ chức răng và xương lành. Và việc cắt đoạn này nó sẽ gây ra một cái thiếu hồng, một cái biến dạng mặt rất là khủng khiếp. Có thể nói rằng là người bệnh khi mà bị cắt đoạn xương hàm dưới thì có thể gây ra một tình trạng tàn phế. Thì đây là một hình ảnh của một bệnh nhân mà đã được có cái nang xương hàm dưới và đã được điều trị cắt đoạn một cái phần cành ngang xương hàm dưới. Và bệnh nhân này thì được lấy xương mác ở vùng cẳng chân và lên và nối vi phẫu trở thành một cái vạt tự do có mạch nối và được nối động tĩnh mạch nuôi để duy trì cái vạt xương này. Đấy, các bạn có thể thấy hình ảnh mà phẫu tích động tĩnh mạch của xương mác và nối với lại động tĩnh mạch tại vùng mặt, có thể lấy từ động mạch mặt, có thể lấy từ những nhánh từ hệ thống động tĩnh mạch cảnh để chúng ta nối để nuôi giữ cái xương này. Và cái phần xương này, xương mác này, các bạn có thể nhìn thấy là cái phần xương nó được được phủ hình rất là cao, do là chúng tôi đã tiến hành gấp đôi cái xương mác này. Cái xương mác thì nó cái bề dày của cái xương mác này nó rất là hạn chế so với bề dày của xương hàm. Đây của các bạn có thể thấy, nhìn từ đây là bề dày của một bản xương và phía dưới này là một bản xương nữa. Trên bệnh nhân này thì đã được tạo hình bằng một cái vạt xương mác đã được gấp đôi và được giữ cố định bằng một cái nẹp vít kim loại. Và trên đây thì chúng tôi đã tiến hành cái ghép implant để phục hình răng cho người bệnh ngay trong thì phẫu thuật. Đây là một cái mà phẫu thuật nó đòi hỏi cái kỹ thuật rất là cao. Và sự phối hợp mà giữa các kíp phẫu thuật phía trên vùng hàm mặt là để giải phóng, cắt bỏ cái tổ chức bệnh lý, phẫu tích để tìm mạch nuôi. Và một cái kíp tiếp theo là phẫu thuật ở phần dưới của cẳng chân của bệnh nhân, tạo hình cái xương mác theo hình thể của xương hàm dưới và cái ghép implant. Sau đó thì một cái kíp tiếp theo sẽ tiến hành để nối mạch, nối cái mạch cho của bệnh nhân tại vùng xương, vùng hàm dưới, vùng nơi chúng ta phẫu tích. Và đây là hình ảnh của bệnh nhân sau khi được phẫu thuật đã được phục hình răng. Các bạn có thể thấy là đây là những hình ảnh mà khi mà mới sử dụng một vạt ghép xương mác là một bản xương, chiều dày xương nó chỉ thế này thôi. Và đây là hình ảnh cái nẹp kim loại tạo hình để giữ chỗ và giữ lại cái khoảng cũng như là cố định cái phần mảnh xương ghép, mảnh xương mác tại đây. Thì đấy là những cái bệnh lý của vùng bệnh lý nang xương hàm, từ những bệnh lý nang rất nhỏ cho tới những cái nang xương hàm lớn phá hủy toàn bộ xương mà cần phải có những phẫu thuật tạo hình lại những khuyết hồng. Và chúng ta trong quá trình chúng ta điều trị, chúng ta phẫu thuật, chúng ta đã lấy bỏ cái tổ chức bệnh lý và gây ra những khuyết hồng rất lớn. Thì những cái nội dung như vậy thì tôi cũng đã trình bày với các bạn, và chúng ta có những cái kiến thức vừa là đại cương vừa là đi vào một số những cái loại bệnh lý thường gặp. Thì rất là mong là những cái thông tin mà tôi trao đổi với các bạn có những cái kiến thức để trong quá trình chúng ta làm việc, chúng ta khám bệnh nhân và có những cái bệnh lý cho nó rất là đặc biệt, thì các bạn cũng lưu ý để chúng ta có được việc khám chẩn đoán, có những cái thái độ xử trí điều trị phù hợp để có những cái kết quả điều trị tốt. Rất là cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.